Lần đầu tiên, lời đầu tiên gửi đến khán phòng một lời chào, một lời chúc sức khỏe lâu niên nhất. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là đầy đủ là Nguyễn Thị Đình, tôi đến từ trường Đông Anh. Phải nói là rất là tình cờ để đến vực với Sự Lon, thì tôi cũng được qua ngờ một người bạn đã từng làm Amway với tôi, nhưng mà tôi không thành công, tôi đi chuyển sang công ty khác nhưng cũng không thành công. Thế là được Sự Lon cứu nguy cho cuộc sống của tôi. Cái thứ nhất là bản thân tôi dùng thì là tôi thấy là cái xương khớp của tôi ấy, trước kia tôi bị tai cuộc sống rất là nặng, tôi đi xe máy một ngày về có thể là sốt bởi vì nó cọ vào nhau nó sốt. Thế nhưng qua sử dụng Sữa Lon thì tôi thấy cảm thấy là tuyệt vời. Hai nữa là người bố thân yêu của tôi năm nay gần 90 tuổi rồi, bố tôi bị tai nạn liệt nửa người cách đây 6 năm ấy, mẹ tôi bị mất nên bố tôi bị cú sốc nên là bị cái bệnh run run như này. Sau khi đi từ nhà con nọ sang nhà con kia bị ô tô va vào liền nửa người, một tay thì cứ bưng lên thế này, chân thì tay kia chống gậy thì cứ run thế này và chân nọ dẫm vào chân kia ngã liên tục. Nhưng được biết đến Sữa Lon, tôi cho bố tôi uống đến lon thứ tư thì bố tôi có thể bỏ gậy đi lại được, cho nên là một đoạn, cho nên là tuyệt vời lắm các bạn ạ. Thế là từ đấy mà tôi cảm nhận được sữa này quá tuyệt vời, mình dùng tốt thì chắc chắn bạn bè mình, anh em mình, người thân mình sẽ dùng tốt. Chính vì vậy tôi đi giúp những người, người ta bị ốm, đau. Có những người ở Sóc Sơn, trước đây chúng tôi đi tư vấn thì chỉ bằng cái tuyển nhân chứng của miền Nam thôi. Nhưng bây giờ miền Bắc đầy những người có tích, có thành quả tốt lắm rồi. Thế là có một người thì bị tiểu đường này, huyết áp này và đột quỵ, rất là tai biến đấy. Tức là khi mà chúng tôi lên, khi mà ông này ra viện, may mà sống được về nhà ra viện thì chúng tôi lên tư vấn thì ông ấy mời nước với chúng tôi là tay, các em uống nước đi, là tay rất run, có nghĩa là người là bấy, da rẻ là rất là yếu, đi lại cũng không vững. Thế xong khi uống cái hộp thứ hai thì tôi hỏi là anh ơi thấy Sữa Lon thế nào, ông mà anh chưa thấy gì. Và vâng, vậy thì anh ơi, người ta nói là cơm mà bát thuốc ba than, anh cứ uống hộp này đi. Sau uống chưa hết hộp thứ ba thì tôi lên thì da rẻ anh ấy hồng hào khỏe mạnh và trời nắng đầu giờ chiều tôi lên trời nắng hay hả ra mà cởi trần mặc quần đùi thôi lao động vì nhà anh ấy đang làm nhà. Thế qua những cái sự việc này thì tôi cảm thấy Sữa Lon thật là tuyệt vời. Chúc các bạn nắm bắt cái cơ hội ạ.